Thưa quý vị và các bạn, từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải văn hóa của châu Âu mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Từ năm 1923 ở thế kỷ trước, nhà thơ Soviet Osip Mandelstam đã viết như vậy về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Ở người hội tụ kết tinh trí tuệ và tư tưởng đạo đức, nhân cách và lối sống của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của người, sự nghiệp của người sống mãi với non sông đất nước và trong lòng mỗi người dân nước Việt. Với Thiếu tướng Mai Văn Cương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ngày 20 tháng 12 năm 1966 là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Ngày đó, ông cùng 24 phi công có thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ bầu trời miền Bắc, được Bác Hồ mời đến Phủ Chủ tịch. Được trực tiếp gặp Bác Hồ, được Bác tức là tặng huy hiệu đầu tiên. Khi đó là tôi bán chiếc máy bay ngày 8 tháng 10 năm 1966. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi, động viên, biểu dương và khen ngợi những chiến công của các phi công trẻ và căn dặn mọi người phải nỗ lực hơn nữa để có ngày toàn thắng, ắt về ta. Sau đó, Bác biểu dương các cháu đã dũng cảm bắn rơi máy bay Mỹ. Nhưng các cháu không được chủ quan. Mỗi trận đánh, mẹ là phải rút kinh nghiệm để trận này, trận sau này thì đánh tốt hơn trận này. Tấm huy hiệu cùng tình cảm, tấm lòng của người đã trở thành động lực mạnh mẽ khiến các phi công trẻ xông xáo, dũng mãnh hơn trên bầu trời. Và sau ngày đáng nhớ đó, phi công Mai Văn Cương được Bác Hồ tặng thêm 7 chiếc huy hiệu nữa. Mỗi lần được nhận huy hiệu của Bác thì lại xây dựng cho bản thân mình một sức mạnh trong chiến đấu, không sợ hy sinh, gian khổ và luôn luôn là nhớ đến Bác. Đến hôm nay, 8 chiếc huy hiệu Bác trao được Thiếu tướng Mai Văn Cương đặt ở vị trí trang trọng nhất trong số những huân huy chương mà ông được nhận. Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, cũng từng được vinh dự nhận huy hiệu Bác Hồ và còn có thêm một vinh dự lớn lao khác nữa. Đó là hơn 40 năm trước, trong hành trang ông mang theo chuyến bay vào vũ trụ có 2 chiếc huy hiệu Bác Hồ. Nên là chúng tôi mang những cái, thứ nhất là mang cái nắm đất của Ba Đình lịch sử. Thứ hai là mang cái tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đã đọc ở mùng 2 tháng 9 ở quảng trường Ba Đình. Rồi mang theo di chúc của Bác Hồ, mang theo cờ Tổ quốc, ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh của đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư, và đặc biệt là mang theo 2 cái huy hiệu của Bác. Và hàng chục năm qua, chiếc huy hiệu Bác Hồ luôn được đeo trang trọng trên ngực áo của người anh hùng. Đối với ông, đó mãi là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Vinh dự vô cùng. Và tôi nghĩ rằng là cái vinh dự cao quý bao nhiêu thì mình càng phải giữ gìn, mình càng phải cố gắng phấn đấu để học tập theo lời của Bác, là thực hiện trọn vẹn cái nhiệm vụ của mình với Tổ quốc, với đất nước. Tuy chưa một lần được gặp Bác và không có vinh dự to lớn như 2 vị tướng kia, nhưng ông Bùi Xuân Phước ở thành phố Nha Trang vẫn dành tình cảm lớn lao trong sự yêu mến, cảm phục vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người cựu chiến binh này đã dành phần lớn cuộc đời và của cải mà ông tích cóp được để tìm hiểu, sưu tầm các tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Năm 1997, ông đã quyết định bỏ tiền ra để xây dựng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mảnh đất rộng hơn 2.000 mét vuông của mình. Thì bây giờ về nghỉ hưu rồi, làm một cái chút gì đó để lại cho đời. Cho nên Bác mới bán cái nhà ở Nha Trang, mua đất đây, tổ chức lên một khu vườn, vẽ ý định như nội công ngoại quốc nói hồi nãy đó, để mình trưng bày. Từ đó đến nay, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ để nhiều người dân trong và ngoài tỉnh tìm đến để tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và cũng để tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác. Không những là người già nhưng mà các cháu học sinh, các cháu đến liên tục, thì đó là một tấm gương của anh Phước để giữ lại một bảo tàng để cho mọi người dân đến đây làm việc được cái công ơn của Bác. Đúng như lời nhạc sĩ Thuận Yến đã viết,
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Với non sông này, đất nước này, với dân tộc này, Bác Hồ luôn là một tình yêu bao la. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không hơn chút riêng tư.